động của Baby. Các bạn ơi, thật là không có gì sảng khoái bằng một ngày đẹp trời mà mình lại được thưởng thức một món đồ uống ngon lành trong chiếc máy bán hàng tự động này, phải không nào? Tụi mình có thể tùy ý chọn bất kỳ một loại nước giải khát nào mà mình thích hen. Vì tính tiện dụng của máy bán hàng này, gần nhà Baby cũng có sẵn một cái nữa đó. Tụi mình sẽ cùng nhau xem là bạn Baby sử dụng thế nào nha. Mình sẽ để tiền vào và nhấn cái nút này, nước sẽ chảy ra đó. Bạn thấy chưa, dễ như ăn kẹo đúng không? Ôi là la, thật là vi diệu, nó tiện lợi quá ta. Mình dự định sẽ dùng chiếc máy này để bán nước cho các em học sinh đó Ryan. Mình sẽ vừa kiếm được tiền tiết kiệm mà lại vừa giúp cho các em có thức uống nhanh chóng nữa. Cậu thấy có được không Ryan? Wow, nghe thôi đã thích rồi. Mình ủng hộ hai tay hai chân luôn đó. Mình chắc chắn rằng các em học sinh sẽ rất thích thú với những chiếc máy bán hàng như thế này nè. Giờ chắc mình phải đi công việc, nói chuyện với cậu sau nha. Tạm biệt Ryan. Bye bye Baby. Em chào cô Baby. Thầy Ryan có ở đây không ạ? Tiếc quá, thầy ấy vừa mới đi rồi. Có chuyện gì không Stacy? Dạ, em định tới xin phép thầy nghỉ tiết thể dục buổi chiều. Mà cô ơi, em nghe nói cô mới sắm một chiếc máy bán nước tự động phải không? Em muốn được nhìn thấy quá đi ạ. Stacy, em cũng nắm bắt thông tin nhanh quá ha. Nó ở phía sau lưng của cô nè. Stacy, em có thích cái máy bán hàng tự động này không? Trong này có rất nhiều nước giải khát cho em lắm đó. Dạ, em thích lắm. Nhất định em sẽ nói các bạn của em lại ủng hộ cô nha. Bây giờ em phải đi học rồi. Chào tạm biệt cô. Bye bye. Chắc chắn mình phải hỏi thêm Cathy về việc buôn bán thôi. Dù sao bạn ấy cũng có kinh nghiệm mở tiệm bánh rồi mà. Chắc chắn là sẽ giúp được mình. Yeah! Chào Cathy. Bạn thật là đúng giờ. Hôm nay mình có một việc rất quan trọng cần sự giúp đỡ của bạn đó. Ồ, chuyện gì vậy Baby? Nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng ghê à. Nói mình nghe đi. À, thật ra thì mình đang có ý định kinh doanh đó Cathy. Mình vừa mới mua một cái tủ bán nước tự động. Tụi mình chỉ cần để tiền vào và nhấn nút, sau đó nước sẽ tự động chảy ra khe đựng nè. Wow, nghe thôi là mình đã thấy quá hiện đại rồi, thích quá đi. Nhưng mà bạn biết rồi đó, mình thì chưa có kinh nghiệm nhiều lắm trong việc buôn bán. Mình muốn cậu chia sẻ cho mình một ít kinh nghiệm để mình có sự chuẩn bị tốt hơn nè. Tưởng việc gì, việc đó thì dễ ẹt à. Cậu đừng lo, mình sẽ phụ giúp cậu trong những ngày đầu ha. Nghe bạn nói, lòng mình nhẹ nhõm liền luôn đó. Bạn nên nhớ điều quan trọng trước khi bán một cái gì đó chính là sự chuẩn bị chu đáo. Giờ thì mình sẽ về liệt kê ra cho bạn cuốn sổ tay những điều bạn cần nhớ. Thôi, chào tạm biệt Baby. Bye bye, mình về nha. Cathy thiệt là tốt quá. Dù là bận mà vẫn cố gắng giúp mình. Mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cố lên nào. Yeah! Ryan, mình vui quá. Xem ra ý định của mình được rất nhiều người ủng hộ đó. Giờ thì mình sẽ phải tính toán xem là nên trang trí cái tủ của mình như thế nào để cho nó thật là lung linh nhất. Thế thì tuyệt quá. Chúc cậu thành công nhé Baby. Mình và mọi người sẽ luôn luôn ở bên và ủng hộ cậu nhé. Có người bạn tốt như các bạn, mình cảm thấy an tâm lắm luôn. À, mà Ryan nè, hôm mình khai trương, bạn nhớ ra ủng hộ mình đó nha. Ok, chỉ là chuyện nhỏ, mình nhất định sẽ ra ủng hộ và phụ với bạn. Các bạn ơi, Baby không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa đúng không nè. Với chiếc máy bán nước tự động này, Baby đã có những kế hoạch rất là hay đó. Các bạn cũng nên nhớ là phải học tập chị Baby nha. Luôn chăm chỉ học tập nè. Giờ thì chị Teresa phải nói lời tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn. À, nhớ đừng quên nhấn nút subscribe phía dưới nha. Các bước vừa rồi chị chỉ mới chỉ cho các bạn những món ăn đơn giản thôi. Với bộ đồ chơi này, các bạn còn có thể làm ra được những món sushi đẹp hơn nữa, như là những bức hình này nè. Bộ đồ chơi món ăn sushi này giúp cho các bé rèn luyện đôi tay của mình trở nên